Lại xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh chim bì bịp trên toàn cả nước. Hiện tại ngoài miền Bắc thì bắt đầu vào đến cái mùa đánh chim bì bịp rồi các bạn. Đấy, ngày hôm nay thì nhà em bắt đầu sản xuất ra một cái lô chim bì bịp mồi giả để gửi tới tay các bác ở trong cái vụ bẫy lần này. Thì làm xong rồi, cái thứ nhất là hình dáng rất là đẹp, cái thứ hai nữa là tất cả những cái chi tiết ấy thì đều được giữ lại rồi. Đấy, các bác có thể thấy là cái phần móng chân này, mỏ, mắt. Đấy, mắt thì phải đục đi, thì em tay cho các bác viên bi nhựa vào thì nó giống cái màu con chim bì bịp thật rất là nhiều. Đấy, còn làm xong rồi thường thường test nha các bác nhé. Đấy, xem cái độ chuẩn chỉ của con chim bì bịp mồi giả là con mồi thật nó có đánh không nhá. Đấy các bác này, đây con chim mồi giả của em. Con này thì thời điểm này nó cũng chưa căng lắm các bạn. Còn chim mồi chúng ta đánh thì đợt này đánh bằng mồi giả thì nó sẽ hợp lý hơn. Kéo nó ra đá không. Đấy, nó nhìn thấy con. Đấy, chơi ngay. Đấy, chơi ngay. Ui, dụng hết lông rồi. Đấy thì thường thường là nó thấy cái con chim mồi giả này, đấy mà con chim thật ở bên trong ấy, đấy nó cắn xé nó đá như thế này thì các bác biết rồi. Đấy thì tỷ lệ nó giống thật đến 99%. Đấy. Cái con mồi thật nó rất là hăng. Đấy. Nào, xong đây. Đấy. Thì đây hình thù đây các bác. Đấy, rất là đẹp nhé. Đấy, làm cho các bác sắc nét này. Đấy, cái thứ hai nữa là độ chuẩn chỉ rất là cao, thì các bác mang về các bác đi đánh thì nó sẽ giống con mồi thật ở bên ngoài. À, những cái kể cả con chim khôn, đấy, chim va rồi, nhưng mà đến cái thời điểm này các bác đánh con mồi giả thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy, còn về chim mồi thì ở ngoài miền Bắc thì các bác biết rồi, thường thường thì tất cả những con mồi thì nó đều như anh em chăm tốt chẳng hạn, đấy, chơi chăm tốt thì đều thay lông hết rồi. Đấy thì các bác có thể thấy ví dụ như con này. Đấy, chưa ra. Đấy, hôm ngày hôm nay thì khá là lạnh. Đấy thì tất cả đây quay cho các bác xem, chim mồi thay lông hết rồi các bạn. Đấy, thấy lông xong hết rồi và chuẩn bị chờ lắng lên là chúng ta đi đánh thôi. Đấy, ngoài ra thì các bác không có mồi thật thì các bác có thể là tham khảo về con chim mồi giả này, và các bác có thể đặt hàng qua cái số điện thoại để ở góc màn hình video ấy. Để bên cơ sở em là bán tất cả những phụ kiện dùng để cho các bác đánh chim bì bịp. Đấy, đặc biệt là các bác chưa có mồi thì bên cơ sở là cung cấp chim mồi giả và mẹt đánh nhé. Đấy, hoặc là thòng. Đấy thì như thường thường một bộ của em đây các bác này. Đấy, một bộ thòng thì đều có hết ở đây rồi. Đấy, chỉ việc chờ ngày đi đánh thôi. Đấy, con này rất là căng này. Nói chung là lắng lên thì nó sẽ sung hơn. Đấy, còn chim ngoài Bắc thì tầm này lửa nó cũng chưa lên nhiều đâu các bạn. Đấy, nó không như được như những cái con chim ở khu vực ấm áp như các bác ở trong miền Nam. Đấy thì thời gian tới thì em sẽ đi bẫy bì bịp và em sẽ quay và chia sẻ cho các bác là nhiều những cái video về đánh chim bì bịp nhé. Bây giờ chào các bác.